tiền khổ cháy tôi, có ai hiểu ta? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, dần ai gây nên lửa khói, bây giờ chắc ngủ công viên rồi. Đêm nay ngủ công viên thiệt rồi. Anh Tám, đi lâu quá vậy sư phụ? Ngồi ở đây đi ba. Chứ sao rồi? Tôi nói trời tối rồi, không tìm được đâu, vẫn đi vòng vòng hoài như vậy, chịu gì nổi chứ sao? Thôi anh bớt cái mỏ anh lại giùm tôi đi, gần tới Tây Phương rồi. Anh làm ác là phải gặp khổ ải chứ sao? Tôi làm gì ác? Đốt nhà không ác hả? Nói hoài. Chú Sáu ơi. Gì vậy? Sao cái mùi này giống chỗ hồi nãy quá chú Sáu? Cái chỗ nào nữa? Y chang luôn. Đi vòng vòng hồi cũng trở lại chỗ này à. Làm như mình hạp ở chỗ này hay sao vậy? Ê Út, hồi nãy đi mày có đếm bao nhiêu cua quẹo không Út? Hình như quẹo đến 15 lần đó chú. Cua cuối cùng con thấy có cái cổng, nhìn lên có tấm bảng nữa. Bảng là chùa gì con? Đâu phải chùa, nhà trẻ. Nhà trẻ? Trời ơi, nhà trẻ sao hồi nãy không cho tao hay? Chi vậy chú? Tao gửi anh Tám vô trong nè. Trời đất ơi, nhà trẻ gửi tôi vô đó làm gì? Gửi cho người ta nuôi dùm vài bữa. Thấy anh ốm quá, sợ suy dinh dưỡng. Ăn phần của mấy cháu mau mập lắm nghe cha. Chú còn khỏe quá, chú nói cho đã. Tôi mệt tôi ngủ một chút lấy sức. Thì ngủ đi, nằm xuống băng đá nè ngủ đi. Út ơi Út. Gì vậy? Tao nhớ kỹ lắm nghe Út. Đây, đến cua quẹo thứ 15, đi thêm 30 thước là tới cái chùa. Chùa này tao quen lắm, hồi đó tao có ngủ mấy lần rồi đó. Chú làm gì mà ngủ đó nhiều lần vậy? Thì đi bán khoai lang với ông già rồi ghé ngủ nhờ nè. Nè, tao cho mày biết nha, tao có mấy ông bạn làm thầy chùa ở đó. Chú đi bao lâu rồi? Mới đây thôi chứ lâu đâu. Bao lâu? Đâu 31, 32 năm gì đó. Trời ơi, 30 mấy năm rồi mà chú còn dẫn ba con đi tìm nữa. Ê Út. Dạ. Tao để ý mày nghe Út. Hình như mày hết cả lâm rồi Út không? Trời, chừng nào mà hết cả lâm chú ơi. Thôi, hỏi tới cái mày bập nữa. Xích ra cho tôi vui cắn coi chú sao. Ơi trời, có cái băng đá ông chiếm hết rồi. Già mà ham ăn ham ngủ quá. Út ơi Út, rồi hổm rày con ngủ ở đâu vậy Út? Ngủ tùm lum, đâu có nhớ hết chú. Đêm nay mày ngủ khách sạn 1000 sao với tao nghe Út. Trời, tiền đâu mà ngủ khách sạn. Văn mùng đi con. Đó, mình văn mùng mình nằm đây mình nhìn lên trời cái thành 1000 sao thấy không? 5 sao đâu có nhiều bằng đâu à. Làm sao văn mùng được chú? Cây bự xa buộc không có được. Trời ơi, không có văn mùng làm sao mà ngủ được. Sáu ơi, con góc này không biết buộc đâu nè. Hết cách rồi phải không? Chịu thua. Thôi giờ vậy đi nghe. Vậy nó khỏe mày mà cũng khỏe tụi tao nữa, thấy không? Ấy mày đứng đây mày cầm dùm cái góc này đi. Cầm tới chừng nào mà mới thôi lần chú. Xíu thôi. Chừng nào tụi tao ngủ dậy rồi thôi, thấy không? Trời. Cao lắm mà chừng 5-6 giờ dậy rồi, thấy không? Chết rồi. Vậy chắc hết ngủ rồi còn gì nữa. Út ơi. Dạ. Cái mụn nó có cửa làm sao Út ơi? Thì chú đóng lại đi. Không có dây thun. Có dây thun đưa tao đóng cái cửa lại coi. Nè. Phụ tùng nè. Nè Út ơi. Cầm cái gậy nghe không? Cây này thiết bản của Tề Thiên đó nha. Mày ngồi ở ngoài có ai trấn lột cái mày chơi nó cho tao nha không? Đưa giùm đôi dép tao Út. Vậy lấy giùm dép tôi vô luôn chứ sao? Trời ơi. Dép anh mang trong vỏ ông đó ông ơi. Ai dám lấy dép của anh đâu. Đụng vô nó đứt tay luôn á. Dép ngoài á 3-4 năm á. Đôi dép mòn như lưỡi da lam mà chưa chịu bỏ nữa. Trời ơi trời. Chú sao ơi? Cái gì nữa? Cái mùng chú rẹp cắn quá trời chú sao? Rẹp nó trả thù anh đó. Nó làm. Tôi làm gì nó trả thù tôi. Anh đốt nhà không có chỗ nó ở. Nó theo nó cắn anh đó. Út ơi kéo cao lên đó. Hả xuống trời ơi. Nó không có chân mũi nó vô. Được rồi
Thôi ta ngủ trước nghe Út ơi. Tiền cô cháy tôi ơi. Giờ này ai mở karaoke ôm sồm vậy trời? Vì hoàn cảnh trớ trêu nên em phải lìa xứ xa quê, buồn tên lẻ bạn khóc thương sâu. Số mệnh như sương đêm cho nhàn bạc mà mãi đâu. Anh biết em là cô gái nghèo dãi dầu mưa nắng, chắc chiêu từng cọng rau như nhúc chính vùng để đổi lấy chén cơm. Nghĩa vợ tình chồng đang đầm ấm yêu thương, sao nghịch cảnh trở trêu chi biến thành thương hận. Anh thương cánh nhạn đêm sương sầu lẻ bạn, thương biết bao nhiêu ơi đôi mắt của em buồn. Giờ này chương trình dần trăng cổ nhạc nó còn ha. Trời ơi, ngủ mà chú gác tôi nặng quá chú sao? Xin lỗi, tưởng gối ôm. Ý, anh Út ơi, có người đang ngủ ở đằng kia kìa. Mình đi lại đằng kia đi em. Anh Út mà, anh biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh cô cũng nhớ em nhiều lắm. Anh thương tóc em bay bay trong chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ tấm duyên mơ, chiều nghiêng nắng đôi thì quý em phù sa bát ngát. Tình mình vô ngăn các cách sông chớ đâu các cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chết đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn
lòng. Xin hiểu cho em một người con gái khi bước vào yêu đã chịu nhiều cay đắng. Lòng em đau xót anh nỡ quên sao giây phút ban đầu. Nhìn Nhạn ơi, anh vẫn còn yêu em. Nhạn, mọi sự hiểu lầm làm cho hai đứa mình xót xa. Bây giờ đã qua rồi, em đừng giận anh nữa nha. Anh Út à, nếu anh đã hiểu thì em đâu có buồn nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình về quê đi anh. Em nhớ ba lắm, chắc ba em đợi em lắm đó. Đi, mình đi về anh. Khỏi đi, ba ngủ đằng kia kìa. Hả? Anh nói cái gì? Ba của em nằm ngủ ở đây đó hả? Ba! Quách! Chạy nhà! Anh đốt hả? Trời ơi, tôi đốt hồi nào tôi đang ngủ mà. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy ông ơi? Trời ơi, cháy đâu mà cháy? Ba ơi, con là Nhạn nè ba. Trời ơi, tiếng con Nhạn sao ơi? Tiếng con Nhạn, Nhạn ơi, trời ơi Nhạn. Tao, mày lộn rồi ba mày nè. Nhạn ơi, ba nè con. Ba. Trời ơi trời. Cha con gặp nhau mừng quá bể mẹ cái mùng của tôi hết rồi. Mấy giờ rồi mà làm gì lu bu dữ Út? 9 giờ rồi chú ơi. Có tâm sự, hai đứa bay tâm sự. Để mùng cho hai thằng già này ngủ chứ bay. Thôi ngủ gì được nữa chú. Tôi gặp con gái tôi mừng quá rồi. Bây giờ về liền Nhạn ơi. Dạ chú Sáu ơi. Bây giờ mình ra bến xe chờ chuyến xe đầu tiên nghe chú. Vậy cũng được. Ra bến xe coi còn sớm, ta dẫn anh Tám đi coi video bữa. Coi video hả? Coi video, coi phim á. Trời đất ơi, con mắt tôi về làm sao coi phim. Thì anh coi anh nghe, tôi bổ sung hình ảnh thêm cho tôi kể. Thôi tôi không coi đâu. Cha con mình về kịp chuyến xe con. Dạ. Đi đâu? Đâu có đi dễ dàng như vậy được. Ý chết, con mẹ chặn tới rồi. Đâu? Để tao. Thôi, anh không biết bà này đâu. Để tôi tiếp. Gì? Mẹ nó. Đi đâu cũng gặp con cha này hết trơn. Thấy không, thấy cái mỏ tôi giật không? Gặp bà là cái mỏ tôi nó giật rồi. Giờ bà muốn gì đây, hả? Muốn gì à? Muốn gì phải không? Giờ tôi muốn bán những tấm hình này nè. Hình cái ghép dởm. Ai mà thèm mua. Gì ghép? Nè, tưởng ở thành phố rồi khi dễ dân quê phải không? Trời ơi, dân quê chứ không có ngu đâu à nghe. Ngu không ngu gì không biết. Bây giờ tôi hỏi mua không? Mua không? Không mua phải không? Được rồi, mấy người không mua, tôi đem mấy cái hình này nè, tôi về dưới quê á, tôi phát cho bà con ở dưới người tắm, thử coi mấy người còn dám dắt cái mặt về dưới quê không? Còn làm ăn được không cho biết à? Trời ơi, anh Út ơi, chết rồi anh Út ơi. Ê, chơi gì kỳ cục vậy bà nội? Người ta mới cưới mà chơi kiểu gì kỳ cục vậy? Thôi, tiêu rồi con ơi. Yên tâm, mày cứ yên tâm để tao. Chị Hai ơi. Vậy. Bây giờ không ấy mấy tấm hình này không có tiền mua về đổi bù tôi được không? Cái gì bù? Ai bù? Chị bù với tôi nè. Trong đám này có mình tôi chưa có vợ nè. Quá. Đổi ông hả? Trời mới thân hình thấy phát ớn. Dám đâu. Nè, bây giờ có mua không? Tôi ra giá đó.
bao nhiêu? 5 chỉ. Anh Út ơi, tiền ở đâu mà mình trả? Thôi chú Sáu, mình về mình bán nhà mình trả bả cho rồi. Thôi đi ông nội, nhà ông đốt rồi còn đâu nữa mà bán. Thì còn cái nền với mấy công ruộng á. Ôi trời ơi, ai mà đi bán đất bán ruộng. Để tôi tính cho. Nè, bây giờ có chịu mua hay không? Mua không? Đừng có đứng đó mà nói hoài nha. Tôi lên giá bây giờ à, 5 chỉ không mua phải không? Phải không? Lèn èn là giá mới nha, 7 chỉ. Sao, mua không? Tôi mua. Ủa? Hải? Hà? Đồ? Em thấy không? Tới bây giờ cũng còn binh nó đó, em thấy không Hà? Chị Hai Bèo à, tôi đã biết rõ mưu mô của chị. Chị phá gia can của ai? Chứ chị không thể phá gia can của vợ chồng tôi. Chị đã đi dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, đi làm tiền người ta bằng những tấm hình dơ bẩn như thế này à? Chửi Hà, chửi nữa đi cưng, chửi cho sướng miệng đi, rồi mấy người sẽ thấy. Rồi sao, giờ mấy người có chịu mua không? Mua bằng với tiền vàng bạc được không? Tôi mua được không? Vậy mới được chứ. Và tôi sẽ bán lại cho bà những tấm hình không hề ghét. Hình gì mà đòi bán cho tôi? Đâu đưa tôi coi. Này, bà nhìn xem cho rõ. Trời đất ơi, ở đâu mà chụp được mấy cái tấm hình như vậy? Trời ơi, tôi nhớ là cái quán của tôi đẹp mờ dữ lắm mà, tại sao mà chụp rõ như vậy chứ? Cái máy này là máy nào vậy? Trời ơi, hình gì mà ngồi ôm xà nẹo như ếch bắt cặp vậy trời? Sao, bà sợ chưa? Hình này đem bán rồi đăng báo mới có giá trị chứ. Hả? Cái gì? Đăng báo hả? Ai? Ai cho đăng báo? Đăng báo. Xe nát hết rồi, đăng báo đi, đổi đăng đi. Vô ích thôi bà ơi. Nè, tôi nói bà nghe, bà xé thì nên xé những tấm hình ghét dởm của bà kìa. Hù dọa rồi. Giờ sao? Muốn gì đây? Nói đi, muốn cái gì? Bà đừng có làm cái chuyện vô ích nữa. Nên xé những tấm hình ghép dởm của bà. Tôi sẽ trả lại cho bà những tấm hình này. Ô la la. Giờ trao đổi phải không? Xé mấy tấm hình ghép dởm này, rồi cái Hải trả lại phim gốc cho tôi phải không? Được rồi, tôi xé. Mình đi Hải. Có đâu đưa. Đừng có ham. Tôi đã gửi cho đăng báo rồi. Hả? Cái gì? Đăng báo rồi hả? Trời ơi. Chết tôi rồi. Trời ơi, đúng là già mà còn dại. Có cháu ngoại mà còn ngu rồi. Trời ơi, đăng báo thì tiêu mẹ nó rồi. Tôi sẽ vô tù rồi. Trời ơi. Nặng. Xuống đất đi bà nội. Đầm nồng chẳng bán mua gì đâu, tình không hình bóng đắm say người ta, cho nhau tình yêu tình ngất say. Lời ngọt ngào dù tiếng thơ dịu mềm, dù phần nghèo tình có đâu thơ ơ. Chiều đến đông xanh tối qua dòng sông, đôi ta bên nhau về tình say.